Hôm nay tôi xin trình bày với quý vị khán giả bài thuốc ổn định đường huyết từ khổ qua. Khổ qua là 55 gram thì cắt ra làm đôi, tách bỏ hột. Quý vị có thể xắt cỡ vậy. Oro 25 gram, lá đa 20 gram. Để vô 3 chén nước, xắt còn một chén lấy nước uống. Bài thuốc này mình có thể dùng hàng ngày đối với bệnh nhân đái tháo đường có kèm thêm nhiễm trùng tiểu, viêm họng mạn. Bài thuốc kinh nghiệm để ổn định đường huyết thì bài thuốc đã được nghiên cứu từ thực nghiệm đến lâm sàng, thì với liều lượng như trên thì bệnh nhân có thể sử dụng hàng ngày. Khổ qua còn rất nhiều cái công dụng thì tôi xin trình bày thêm một số bài thuốc kinh nghiệm. Thứ nhất là nước tắm cho trẻ em nhiều gơm sẩy thì khổ qua 2-3 quả rửa sạch, bổ lập đôi nấu với nước, lấy nước tắm cho trẻ ngày một lần, hoặc là dây lá khổ qua nấu với nước, lấy nước tắm 3-4 lần ngày. Trị mụn nhọt, khổ qua tươi nghiền nát đắp bên ngoài da, hoặc là chữa chữa ho thì khổ qua 1-2 quả rửa sạch, bổ làm đôi nấu với nước, lấy nước uống. Trị lị thì khổ qua tươi nghiền nát ép lấy một bát nước uống. Ngoài ra khổ qua có thể điều trị thấp khớp thì gồm có các vị thuốc. Thứ nhất là dây lá khổ qua 8 gram, dây đau xương sao 8 gram, cây vòi vôi sao 8 gram, cây mắc cỡ 8 gram, rễ nhào 8 gram, cỏ xước 8 gram, cây cối xay 8 gram, rễ ngũ chảo 5 gram, dây thần thông 5 gram, quế chi 4 gram, sinh cương 3 gram, sắc uống ngày một thang. Chúng ta cũng cần lưu ý là nếu mà dùng khổ qua lâu dài và quá nhiều thì sẽ gây rối loạn tiêu hóa, gây hạ đường huyết. Do khổ qua có tác dụng là do khổ qua có tính mát nên người có chứng rối loạn chức năng tiêu hóa do lạnh thì không nên dùng vì sẽ gây thổ tả đau bụng. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Thank you.
tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.